Xin kính chào quý vị đang đến với chương trình Giải thích thời sự cùng nhà báo Lê Phan, và chương trình hôm nay là mùng 3 Tết. Chúc mừng năm mới nhà báo Lê Phan ạ. Chúc mừng năm mới anh Huy Trường và xin chúc mừng năm mới tất cả quý vị khán thính giả Little Sài Gòn Radio của Hồn Việt TV. Dạ, cả năm nay không đến, thật sự thì Huy Trường không nhớ, nhưng mà chắc chắn là cái chương trình Giải thích thời sự là Tết năm ngoái mình có làm đúng không chị? Dạ thưa, cũng có, chúng ta nói chuyện phong tục dân gian gì đó thì phải. Dạ vâng, và như vậy là rõ ràng là chúng ta đã chạy chương trình này gọi là được hơn một năm rồi đó, tính từ cái Tết này tới Tết kia là đã hơn một năm rồi thưa chị. Và năm nay thì trở lại là năm Giáp Thìn, năm con rồng. Có thật Huy Trường, khi mà nhìn vào cái danh sách 12 con giáp á, thì con rồng là cái con tưởng tượng duy nhất trong 12 con giáp. Nếu mà nói về con rồng gọi là tương thích nhất thì là trong tứ linh Việt Nam, Long Lân Quy Phụng. Và trong tứ linh Việt Nam thì lại có một cái chiều hướng ngược lại, là có mỗi con quy, con rùa là con có thật thôi, còn những cái con kia là con trừu tượng. Tại sao lại có những cái sự trái ngoan này thưa nhà báo Lê Phan? Thưa, thực sự ra đó, theo các sử gia nghiên cứu đó, thì con rồng ấy, nó không phải của Việt Nam mình mà cũng không phải của Trung Hoa. Nó là phát xuất từ dân tộc Hung Nô. Cái con rồng đó là một cái con vật coi như là gọi là vật tổ, tiếng của các nhà nhân chủng học tức là totem đó. Thì họ tập hợp những cái yếu tố của tất cả những cái bộ lạc Hung Nô lại, đầu trâu, cánh chim ưng, mỏ chim ưng, chân thì là chân cá mình, tức là tất cả những cái bộ lạc lại, các cái bộ lạc Hung Nô tập hợp lại, góp lại làm thành một cái con vật tưởng tượng là con rồng. Thì khi mà họ đánh nhau với lại Trung Quốc, thì sau khi mà đánh thắng đó, thì người Trung Hoa, đó là cũng là một cái phong tục tập quán của rất nhiều những cái triều đại. Tức là khi mà mình đánh thắng một cái kẻ thù đó, thì lấy cái gì mà coi như là hùng mạnh nhất của họ để chiếm vào của mình, để chứng tỏ cho mình là kẻ chiến thắng. Thì người Trung Hoa mới lấy cái con vật, con rồng đó, và biến nó thành ra là một cái con vật linh thiêng của trong những cái tứ linh của người Trung Hoa. Rồi khi mà người Việt Nam mình bị ảnh hưởng của người Trung Hoa đó, thì mình cũng lại nhân vào cái, cũng dùng cái đó để làm trở thành một cái biểu tượng, cộng thêm với lại cái huyền thoại sáng lập của dân tộc mình. Cái thành ra chúng ta mới có Long Ly Quy Phục, tức là tứ linh. Thực sự cái nền, cái văn minh Việt Nam của mình đó không có tứ linh nguyên thủy. Dân tộc chúng ta có bốn nhân vật linh thiêng, bốn cái vị linh thiêng thì chúng ta gọi là tứ bất tử. Tức là chúng ta có thần núi Thản Viên, thần rùa, thần kim quy đó chúng ta vẫn thường nghe nói, và chữ đồng tử và thánh gióng. Thì trong cái huyền thoại của dân tộc Việt Nam đó, dân tộc bây giờ mình gọi mình là Việt Nam, hồi xưa có lẽ mình gọi mình là dân Lạc thì phải. Thì cái bốn cái vị mà coi như thần hộ mạng của đất nước là gọi là tứ bất tử. Thì chúng ta vẫn thường nghe nói đến thần Kim Quy. Thế nhưng còn có thần Núi Thản Viên, tức là Sơn Tinh, chữ đồng tử và thánh gióng. Thì đối với dân tộc chúng ta đó, đó là những cái vị mà khi đất nước lâm nguy sẽ đứng lên tiến để xuất hiện để cứu nguy cho dân tộc, cho đất nước. Đây là một cái huyền thoại mà nhiều dân tộc có. Dân Năng Lê này, mà nơi đất nơi chúng tôi đang sống này, tin tưởng rằng là vua Arthur và các vị hiệp sĩ bàn tròn vẫn còn đang nằm ngủ ở một cái nơi nào đó, và khi mà nước Anh có biến loạn thì nhà vua sẽ trở lại để cứu nước Anh. Đó là một cái huyền thoại. Còn đứng về phương diện tôn giáo đó, thì cái tôn giáo cổ nhất của dân Việt chúng ta đó là một hình thức coi như là mẹ đất, Mother Goddess. Nhưng thay vì một thì chúng ta có hai mẫu, hai mẹ. Bây giờ cái tôn giáo đó vẫn còn nằm ở trong cái tôn giáo lên đồng của dân tộc chúng ta. Nhưng mà qua thời gian đó, thì hai mẹ
biến thành bốn mạng, tức là cả hai mẫu. Thì một, khi mà đến xuống đến đồng bằng gặp sông nước thì có mẫu thoại, tức là mẫu thủy, tức là nước. Thì rồi khi mà chúng ta gặp dân tộc Chàm, chúng ta có mẫu thiên, tức là mẹ trời. Và khi mà ảnh hưởng của Trung Hoa đó, thì chúng ta bèn du nhập thêm nguyên một cái coi như là hệ thống thần thánh của người Tàu, từ Ngọc Hoàng Thượng Đế cho đến tất cả các cái quan viên trong cái triều đình của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Nhưng mà nguyên thủy đó, thì nó là một cái hình thức tôn giáo như vậy. Nó không có giống với lại cái hình thức tôn giáo của người Trung Hoa, thưa anh Huy Trường. Nhờ nhà báo Lê Phan mà giới thiệu về một vài cái sự tồn tại, cái này gọi chung, cái chúng gọi chung giống như là những cái tín ngưỡng dân gian, tức là không chỉ là dân gian Việt Nam mà dân gian tại các dòng văn hóa các địa phương luôn, như nhà báo Lê Phan có nói tới là ở Anh hay là ở Trung Hoa ngày xưa và kéo dài tới bây giờ. Quả thật là ngay cả cái chi tiết là nguồn gốc ra đời của rồng á, thì nhà báo Lê Phan nói thì Huy Trường cũng ngạc nhiên, bởi vì từ đó giờ khi mình nói tới rồng thì mình cứ nghĩ là của Trung Hoa đâu đó ở khu vực một nước Đông Nam Á hay là phía Đông này. Tuy nhiên khi mà nhà báo Lê Phan giải thích á, thì mình cảm thấy thú vị, đúng là từ cái nguồn gốc mà tới những cái gọi là cái nơi mà nó nổi tiếng thì là một cái sự sai khác rất là nhiều. Và những cái thông tin vừa rồi nhà báo Lê Phan nói, nó cho Huy Trường nhìn ra một cái câu chuyện, đó là cái dòng biến đổi, du nhập văn hóa và biến đổi. Thật ra nói về cái sự phát triển của các dòng văn hóa thì cái từ mà cá nhân Huy Trường thấy nó mô tả rõ nhất là tính giao thoa của văn hóa, tức là nó bao gồm cả hai chiều hướng, tức là du nhập và chối từ. Chúng ta cũng nghe tới cái chuyện là văn hóa Việt Nam mình từ xưa giờ trong cái hướng chiều hướng mà đô hộ từ Bắc, từ phương Bắc, từ Trung Cộng, thưa vị, từ Trung Hoa ngày xưa, thì rất nhiều lần dân tộc Việt mình qua nhiều thế hệ chọn thái độ phản kháng, từ chối làm theo nguyên bản. Tuy nhiên cho dù từ chối hay là làm theo thì chúng ta cũng đang dựa vào một cái đối thể là từ Trung Hoa du nhập sang. Và mặc dù là có thái độ là cố gắng là từ chối đi nữa thì nó cũng từ từ nó đi vào cái văn hóa của những cái nước mới, và ở đây là Việt Nam mình. Tuy vậy thì khi nó đi vào một cái vùng lãnh thổ mới thì nó không chỉ giữ nguyên cái ý nghĩa và hình thức của cái nơi mà nó xuất phát. Huy Trường ví dụ như là cái sự du nhập Long Lân Quy Phụng mà như nhà báo Lê Phan vừa nói, ở Trung Hoa có lẽ nó đóng một cái vai trò tứ bất tử để bảo vệ đất nước, để bảo hộ, thì cái vai trò đó ở Việt Nam mình có tứ bất tử của Việt Nam mình, còn trong ở bên Trung Hoa là tứ linh. Nhưng mà bởi vì chúng mình muốn hiện nay thì mình có cả hai, thưa quý vị, và dần dần thì cái vai trò nó bị phân chia rõ nét hơn. Tứ bất tử thì vẫn là tứ bất tử, và Long Lân Quy Phụng tứ linh thì dần dần đi vào những cái tập tục mà nó có những cái hình thức lễ hội nhiều hơn. Đâu đó chúng ta sẽ gặp những cái hình ảnh của tứ linh trong phong tục cưới của Việt Nam mình. Với ở đó thì chúng ta cũng thấy là sự xuất hiện của hai con phụng, tức là với hình thức là loan phượng đó, thưa quý vị, thì cái đó là con trống con mái, là hai con chim. Hay là ngày Tết chúng ta thường nghe thì là long phụng sơn vầy, tức là chỉ cho con cháu nam nữ nội ngoại, tức là cái tính đăng đối đều có mặt hết. Và nhiều thứ khác nữa, tức là du nhập nhưng mà được đặt để trong hệ giá trị của cái văn hóa bản địa, như thưa vị, chứ không phải là hoàn toàn giống nhau. Cái điều này đây là cũng là một điều có thú vị. Còn cái chuyện ngoài ra thì cái chuyện mà Tàu lấy một cái xuất xứ rồng từ một nơi khác xong rồi về gán hẳn lên vua của mình, thì thật sự cá nhân Huy Trường thấy cái bên Trung Hoa có một cái chiều hướng gọi là tham vọng nhưng mà rất là hay, tức là bởi vì họ mặc định thế gian là của họ, cho nên họ đánh được đâu họ cũng gom về, cái này của tôi. Nó khác với một cái chiều hướng mà sau này quý vị để ý, quý vị thấy là mình chẳng hạn như người Việt mình đi, mà hay là một cái nhóm, một cuộc chiến, người ta đánh được vùng đất xong rồi người ta xóa trắng cái văn hóa cũ luôn để họ áp đặt cái văn hóa mới. Tuy nhiên cái chuyện này nó chỉ giúp là bành trướng văn hóa thôi, chứ nó không làm giàu hơn cái gốc văn hóa. Rõ ràng cái tính mà chấp nhận cởi mở du nhập của Trung Hoa từ ngày xưa, mặc dù nó dựa trên một cái cơ sở rất là gọi là đế quốc, rằng là tất cả là của tôi, nhưng rõ ràng cái thái độ tiếp nhận như vậy nó giúp cho cái gốc nó càng ngày nhiều hơn. Đầu năm đầu tháng Huy Trường phải nhắc tới chi tiết này bởi vì vẫn còn ở mức
là vào một cái gian hàng bán tranh. À, xong rồi mình thấy cái dòng tranh đó là dòng tranh Nhật Bản, dòng tranh này là dòng tranh Việt Nam, thì mình với họ đã có hỏi là dòng tranh này, những tranh này là nhập từ nhiều, thì có người bán là người Tàu, họ nói không, tất cả này là văn hóa dân gian của Tàu, mình ức dễ sợ. Nhưng mà biết làm sao, bởi vì tức là họ mang cái tư tưởng như vậy rồi, Việt Nam cũng là của tôi, một phần Nhật Bản văn hóa Nhật cũng là của tôi, thì cái gì họ cũng qua về của họ hết. Dạ vâng. À, chúng ta vừa nói tới cái chuyện là tín ngưỡng dân gian. À, thế cái mối liên hệ giữa tín ngưỡng dân gian và cái sự truyền thuyết hay là huyền sử thì nó có giống nhau hay là liên quan nhau như thế nào, thưa nhà báo Lê Phan? Thưa, phải nói rằng là một số những cái tín ngưỡng dân gian trở thành huyền sử. Chẳng hạn như thánh gióng trở thành một cái huyền sử của dân tộc. Một số đó thì có thể nó là một cái chuyện như là cái huyền sử về vua Arthur của dân Anh đó. Nó là một, có thể ông ta là một người có thật, thế nhưng mà qua thời gian ông ta trở thành ra một cái huyền thoại, rồi nó đi vào trong cái cả một cái thế giới tâm linh của một cái dân tộc, và từ đó đó thì chúng ta không còn tìm ra được cái nào là thật, cái nào là giả nữa. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta nói rằng là Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa sắt chỉ có mấy ngày mà thành to lớn rồi cưỡi ngựa sắt cứu nước chẳng hạn, thì có thể trong một cái thời đại nào đó có một vị anh hùng đã cứu đất nước, rồi cái sức mạnh, cái khả năng của vị anh hùng đó trở thành ra là một cái huyền sử, và rồi nó đi vào không phải là lịch sử nhưng mà những cái yếu tố nó tạo nên lịch sử thay ngôi trường. À, thường thường một xã hội nào cũng muốn có một cái gì giải thích tại sao mình tồn tại, vì sao mà có trái đất, vì sao có mặt trời mặt trăng chẳng hạn. Thì những cái đó họ tạo ra những cái giai thoại, những giai thoại về việc thành lập cái xã hội của mình. Tất cả những cái câu chuyện đó nó trở thành ra một cái nó gọi là huyền thoại hay là huyền sử dựng nước. Ví dụ như mình tức là cái huyền thoại huyền sử về Lạc Long Quân chẳng hạn. Thế ngoài ra còn có những cái phần khác, tức là những câu chuyện về những vị anh hùng và những cái sự kiện lịch sử. Thế nhưng mà với thời gian và không có cái gì thành văn để ghi lại đó, người ta kể đi kể lại, để thêm vào đó những cái yếu tố siêu nhiên nó trở thành ra huyền sử. Thì trong hai cái phần đó, cái phần huyền sử mà dựng nước đó thì có thể có một phần nào sự thực, nhưng mà nó bị bóp méo đi rất nhiều bởi vì những cái yếu tố siêu nhiên. Trong khi đó những cái huyền sử về những giai thoại về những cái vị anh hùng dân tộc thì có thể nó còn giữ một cái cốt lõi lịch sử khá nhiều, nhưng mà nó cũng có những cái, nhiều khi nó có những cái thay đổi, và nó có khi cả hai chuyện nó dính vào với nhau, có những cái sự thay đổi trong cái kể chuyện đó, thêm vào những yếu tố siêu nhiên cũng như là với thời gian, cái thời gian tính, cái sự hiện kiện của cái nhân vật lịch sử đó nó bị thay đổi. Cái nhân vật lịch sử đó sống cả ngàn năm sau, nhưng mà những cái chuyện xảy ra đó thì lại cho người ta trở thành giao cảnh như là 1.000 năm trước. Một trong những trường hợp điển hình đó tức là trường hợp mà Phù Đổng Thiên Vương hay Thánh Gióng của Việt Nam. Phù Đổng Thiên Vương theo như là các nhà nghiên cứu về lịch sử đó thì và huyền thoại đó thì cho thấy rằng là đầu tiên xuất hiện là một cái nhân vật tưởng tượng, tức là một cái vị thần núi Phù Đổng, còn gọi là ông Gióng hay ông Đổng. Nhưng mà trong một thời gian về sau này, khi mà vào cuối thời Lý và thời Trần, thì giữa chiến tranh ở trong cái giữa các cái họ để tranh giành cái ngôi nhà Lý đó, thì có một nhân vật đó có thể nói rằng xuất chúng, có thật, thế nhưng mà có rất nhiều những cái hành động có thể coi như là siêu nhiên, chống lại nhà Trần, và sau đó thì ông ta đi mất. Thành ra trong cái câu chuyện kể lại của dân gian về cái nhân vật đó, dần dần nó sáp nhập
cái nhân vật này vào với lại ông thần núi ở trong đó, và nó cuối cùng biến thành thì Phù Đổng Thiên Vương và đưa lên trở thành ra một cái nhân vật cứu vua Hùng Vương vào thời cách đó cả mấy ngàn năm. Bất cứ một cái dân tộc nào cũng phải tìm cách để mà chứng minh rằng là cho mình có tự hào về một cái sự đặc biệt của mình. Dân mình thì tự hào về việc con rồng cháu tiên, tức là mình có một cái huyền thoại, huyền sử về cái việc thành lập dân tộc. Thành ra cái sự tồn tại của những cái huyền sử đó, nó có tính cách bảo vệ cho cái sự tự tôn dân tộc của mình, để mà có thể nghĩa là chống đối với những người khác, mình có một cái gì để mà mình tự hào. Và cái sự ký ức của dân chúng thì luôn luôn là họ tôn sùng những cái vị anh hùng, những cái người đã cứu dân tộc. Và đó là cái sự lý do của những sự tồn tại của những cái huyền sử và cái huyền tại. Nó là một trong những cái sức mạnh để mà cho cái việc tồn tại của dân tộc nó được lâu dài. Trong cái quyển Việt Điệp U Linh Tập của Việt Nam chẳng hạn, thì đã nói rõ, tức là những cái người đó, những cái ghi ở trong những Việt Điệp U Linh Tịch phần lớn là những cái huyền sử mà người ta ghi lại đó, là coi như là cái phần siêu nhiên mà bảo vệ sự tồn tại của cái đất Việt. Thật là thú vị, thưa quý vị. Quả thật, qua lời của nhà báo Lê Phan và giáo sư Lê Mạnh Hùng thì các nhân trường có thể hình dung như thế này. Tín ngưỡng dân gian cũng là một phần của văn học truyền miệng, hay là mọi thứ nó được tồn tại trong dân gian, và chính xác là được xây dựng, từ xây dựng và tới loan truyền trong dân gian luôn. Và khi loan truyền trong dân gian như vậy, cho nên nó mới có những cái câu chuyện cổ tích đồ ngày xưa, và sau này chúng ta tìm được có rất nhiều những cái dị bản khác nhau của một câu chuyện cổ tích là vậy. Bởi vì trong quá trình xây dựng, hình thành, khi mà đi học ở phổ thông, chương trình phổ thông đó, thưa quý vị, ví dụ như quý vị ta thấy là một cái chuyện tắm cám chẳng hạn, nhưng cái đó là cái văn bản được ghi lại thôi, chứ nó không có bằng chính thức, bằng từ ngược cụ thể, từng chữ giống như là một cái tác phẩm được một cái tác giả cụ thể viết thành. Và cái câu chuyện ví dụ như tắm cám trong sách giáo khoa đó là một sự chọn lọc và đúc kết của nhiều dị bản khác nhau. Tất nhiên cái bản mà trong sách giáo khoa của giai đoạn này in về chuyện tắm cám chưa chắc và hay là bắt buộc phải giống cái giai đoạn trước đó nó đã được in. Đó là đặc thù của văn học dân gian. Tuy nhiên nó có một cái về tính chất của văn học dân gian này. Chúng ta, cái tâm lý chúng ta thì như giáo sư Lê Mạnh Hùng cũng nói là con người chúng ta sẽ cố gắng giải thích những cái việc xung quanh mình. Cái việc đó không chỉ là những việc chúng ta thấy mà chúng ta chưa hiểu, mà có cả những việc từ trong quá khứ, từ trong lịch sử, hay là đôi khi chúng ta có một lòng ngưỡng mộ đối với một vị anh hùng dân tộc. Và để làm như thế nào để xây dựng một cái kết nối nào đó về mặt cái câu chuyện, về mặt tâm linh, thì nó dần dần có những cái giai thoại. Điều thú vị của cái việc hình thành của những cái giai thoại dân gian như thế này thì nó còn có tính chất là nhiều khi câu chuyện của một người này ở một cái năm nào đó, nhưng mà khi nó qua một cái làng khác, một cái khu vực khác, một thời gian khác, nó gần gần, hay là người ta muốn nó mang thêm những cái tính chất của bản địa của cái làng, thì dần dần nó được bù đắp thêm. Có lẽ khi mà ghi lại những cái câu chuyện dân gian này thì những nhà nghiên cứu thì người ta cũng có những cái biện pháp tổng hợp và để đưa ra một cái câu chuyện chọn lọc nhất để mà cái cộng đồng người Việt nói chung, mà cái nơi mà lưu truyền cái câu chuyện đó ngày nay á, họ đều cảm thấy có cái phần chuyện của họ trong đó. Cho nên có thể chúng ta thấy là những cái giai thoại hay là những truyền thuyết nó được nhiều người Việt họ cảm thấy đồng thuận, họ cảm được cái câu chuyện đó. Một cái chi tiết mà Huy Trường cũng mới học được từ giáo sư Lê Mạnh Hùng khi mà giáo sư nhắc tới cái chi tiết là ở một cái cuộc họp sau khi một cái chiến thắng hay một triều đại đó, thì người ta quyết định là để làm dày hơn cái góc văn hóa thì nó có sự can thiệp vô những cái huyền sử này. 18 đời vua Hùng Vương là phải tính từ cái năm này tới năm kia, tức là sự can thiệp có ý thức của một số những cái nhóm học giả của mỗi cái giai đoạn. Như vậy thì khác với văn học dân gian hay là truyền miệng thì huyền sử nó còn có một cái đặc tính là nó có chức năng đối với cái sự phát triển của dân tộc. Mặc dù cái sự phát triển này nó kêu là xây dựng hay là gìn giữ cái sự niềm tự hào hay là giá trị tinh thần cho dân tộc mà thôi. Tuy nhiên, quả thật là để đối với một dân tộc cái điều đó cũng cần thiết, thưa quý vị. Và các nhà sử học từng giai đoạn có những cuộc họp đã đưa ra những quyết định. Huy Trường nói rõ về những cái chi tiết này, nói thật là cũng để đối diện với một cái xu hướng sau này Huy Trường cũng
cũng hay nghe được trong một số những bạn đọc sách hay tìm hiểu sử chẳng hạn. À, trước đây khi mà không hiểu sử thì nhiều bạn nói cái điều nó sai sai quấy thì mình thấy nó cũng 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 kỳ. Nhưng có người đọc một vài cái nguồn sử liệu xong ra thái độ đánh giá ngược lại lịch sử, xong rồi chẳng hạn ra những cái thứ vua Hùng là không có thật này kia, thì bản thân cá nhân Huy Trường một cái cá nhân cũng không dám nói là của ai, thì mình cảm thấy thái độ nó cũng không cần thiết. À, thật ra cái sự ra đời của những cái việc này, chính những nhà sử học, những người có kiến thức, có trách nhiệm với xã hội, với sự phát triển của cộng đồng luôn, nhưng vẫn chọn những cái việc duy trì huyền sử là bởi vì nó có tác dụng. Và như Huy Trường vừa nói thì tác dụng nó mang lại cái gì mới là quan trọng. Và huyền sử mang lại niềm tự hào hay xây dựng niềm tin, vật cao hơn nữa là cái sự gắn kết của dân tộc nữa, thưa quý vị. À, khi mà chúng ta có cùng câu chuyện, chúng ta có niềm tự hào thì chúng ta có một cái điểm chung để mà hướng đến. Cái điều này nó rất quan trọng. Nhìn lại lịch sử của Việt Nam mình, à, cái điều này cũng là một phần mà Huy Trường sau này coi cái bộ Nhìn lại sử Việt của giáo sư Lê Mạnh Hùng thì Huy Trường mới thấy. À, khi lịch sử phát triển ở những giai đoạn gần hơn thì cộng đồng ngày hôm nay có sự chia rẽ đi, nhưng chúng ta cứ truy ngược về phía trước thì chúng ta đang không dần dần chạm tới một cái điểm chung. Thì cái việc mà xây dựng huyền sử đó, nó quan trọng ở chỗ là nó giữ cái nguồn gốc của chúng ta, để chúng ta gọi giống như con cháu chắc xa lạ thế nào, có cả như thế nào, nhưng mà chúng ta vẫn biết là chúng ta cùng một cái nguồn gốc. Thì cái điều đó rõ ràng cái ý nghĩa nó quan trọng hơn cái chuyện hiểu đúng hiểu sai về những cái giai thoại này, thưa quý vị. À, nhân nói về cái bộ sách Nhìn lại sử Việt mà có lẽ bây giờ phải gọi là bộ Nhìn lại sử Việt Tân Biên. Vừa rồi thì nhà báo Lê Phan và giáo sư Lê Mạnh Hùng có một cái chuyến đến Hoa Kỳ, đến California để ra mắt bộ sách này tái bản. Thấy cái bộ sách tái bản, cá nhân Huy Trường rất là mừng, thưa nhà báo Lê Phan. À, thật sự đến bây giờ càng ngày cái cuộc sống hay là thôi chắc là tự thú là do tuổi tác, nó chứng minh một điều là con người chúng ta bên cạnh những cái kiến thức về khoa học kỹ thuật chẳng hạn, nhưng mà chúng ta hiểu sử là một cái phần rất là quan trọng. Nó quan trọng bởi chúng ta biết được những cái giá trị gì mà chúng ta cần gìn giữ, chứ không chỉ là kiến thức không, để mà phát triển con người cũng giống như cộng đồng. Cái điều đó quan trọng. Và dường như không biết cái điều nào tới trước, nhưng mà những người khi cá nhân Huy Trường đọc sử thì Huy Trường cảm thấy là mình có đời sống của mình có trách nhiệm với ngày sau hơn, có trách nhiệm với ngày trước hơn, tức là nó giúp cho mình sống có trước có sau, chứ không phải là làm cho được hôm nay thôi rồi buông bét gì cũng được. Thì không biết cái tính chất nào nó có trước, nhưng đây là cái điều mà Huy Trường cảm giác Huy Trường thấy được khi mà đọc những cái tài liệu sử. Đến nay nếu bộ sách được phát hành thì nó đồng nghĩa có việc là đã độc giả ngày càng quan tâm và đọc nhiều bộ sử hơn về những tài liệu sử hơn. Riêng cái lần tái bản này, thưa nhà báo Lê Phan, khác với lần in trước là 5 cuốn thì lần này tự nhiên cố gắng thành 4 cuốn. À, mặc dù 4 cuốn nhưng mà đặc biệt thưa quý vị, cuốn 5 trước đây á, thì dừng lại tới giai đoạn là như là 75 thì phải. Nhưng mà đến bây giờ thì bộ sách được giáo sư Lê Minh Hùng viết tiếp tới 2020. Tức là vừa bổ sung nhưng mà số cuốn thì lại ít hơn. À, sao lại khác nhau như vậy ạ? Thưa, cũng một phần đó, tức là khi mà nhìn lại và đọc lại rồi sửa sang đó thì có những cái thấy rằng mình không cần thiết, nhưng mà có những cái cần phải bổ sung. Cái chính là những cái khám phá mới. Nó cho thấy rằng những cái điều mà trước kia người ta nói nó không đúng về cái dân tộc chúng ta. Anh Hùng có nhắc đến cái vấn đề thành cổ loa, một trong những công trình kiến trúc quan trọng mà suốt bao nhiêu đời nay bị miệt thị, bảo rằng nó chả ra gì cả. Ngoài ra đây là một cái cuốn mà là thông sử, tức là nó là một cái cuốn sách viết để nhìn vứt cái viết để dành cho những người muốn đọc sử chứ không phải là những chuyên gia. Nó cắt đi những cái rườm rà, những cái biện minh, mà nó chỉ muốn nói lên cái điều quan trọng theo anh Hùng, tức là lịch sử không phải chỉ là biên niên, lịch sử không phải chỉ là vua đánh trận, vua thắng trận, vua thăng hà, vua lên ngôi, mà lịch sử là cái nói, phải nói về dân tộc, về cuộc sống, về cái xã hội, về văn hóa, tất cả những cái đó nó gồm lại, nó là lịch sử của một dân tộc. Chẳng hạn như một cái câu chuyện mà là một người phụ nữ tôi rất thích, cái chỗ rằng
cái câu chuyện về Hai Bà Trưng chẳng hạn, lâu nay chúng ta vẫn không quên được cái câu thơ nổi tiếng trong Việt Nam của, trong lịch sử của nước ta. Trưng đã vì chồng mà tham gia cái cuộc chiến, là một cái chuyện hoàn toàn không có một cái sử liệu nào ghi lại cả. Người Trung Hoa viết về Hai Bà Trưng, viết về bà Trưng Trắc, nói rằng là bà ra trận cùng với chồng là Thi Sách, và thực sự bà là tướng mà ông Thi Sách là phó tướng. Có những cái loại giai đoạn sử cho chúng ta thấy rằng bà Trưng là thuộc dòng dõi của vua Hùng, và điều đó cho chúng ta thấy rằng bà là cái người dựng cờ, phất cờ khởi nghĩa, bởi vì bà là con cháu của vua Hùng, tức là trong dòng dõi lãnh đạo của đất nước. Trong suốt bao nhiêu năm trời, chỉ vì cái quan niệm Khổng giáo mà nhiều sử gia cứ nhất định phải nói rằng là bà chỉ vì thù chồng mới đứng lên để lo nợ nước. Cái chuyện đó phải nói, nếu mà đời nay đấy thì chúng ta bảo nó là kỳ thị, thưa anh Huy Trường. Hay thiệt, thật sự là cái cảm giác của một người phụ nữ khi đọc cái câu chuyện này và cái thông điệp mà nhận ra đằng sau cái thông điệp này thì quả thật là thú vị. Thưa quý vị, cá nhân của Huy Trường khi mà đọc bộ thông sử nhìn lại sự việc của giáo sư Lê Minh Hùng thì Huy Trường rất thích và dễ chịu. Nó không phải là về vấn đề là những thông tin chi tiết sử mà đó giờ mình thắc mắc về một cái cuộc chiến nào thì nó cũng được nhắc tới trong đó, mà cái cách mà sắp xếp những cái chi tiết lại với nhau, thưa quý vị, thì nó làm cho Huy Trường hình dung mỗi câu chuyện nó rất là rõ ràng. Nó giống như là cách mà sau này người ta khai thác từ một cái chiều dài lịch sử thành ra những cái bộ phim khác nhau, thưa quý vị. Ví dụ như là có những bộ phim nói về vua Thành Thái, hay là một bộ phim nói về vua Duy Tân, tức là được một cách nào đó nói nó hơi quá, tức là giống như lịch sử được chảy dọc á, tức là một câu chuyện đi từ nhân quả mà nó hoàn chỉnh, cho nên khi mình đọc cái câu chuyện đó mình vừa hiểu được chi tiết mà mình vừa nắm được cái thông điệp của cái cuộc đời, cái sự kiện đó với nhau. Nó khác với cái sử bình thường mà được viết theo cái trục thời gian, thưa vị, là nhiều khi cái nhân ở một cái thời điểm này nhưng xảy qua hàng loạt những cái sự kiện khác, tới khi nó có cái quả thì nhiều khi chúng ta đã quên cái nhân là gì rồi. Cái việc mà không liên kết được hai cái yếu tố nhân quả thì nó không hoàn chỉnh những cái thông điệp đưa ra, thì mình khó cảm được những bài học từ lịch sử hơn. Đối với các em Huy Trường khi đọc sử thì một cái điều quan trọng là chúng ta cảm được những cái bài học mà từ lịch sử. Cho nên khi mà đọc bộ nhìn lại sử Việt của giáo sư Lê Minh Hùng, các em Huy Trường thấy thích lắm, bởi vì mình cảm được. Mà có lần Huy Trường còn nói đùa với chú là thật ra Huy Trường đọc sử mà giống như là đang xem những bộ phim gọi là nội thâm cung nội chiến, hay là những cái bộ phim ngày xưa á, rất dễ chịu và thú vị, thưa quý vị. Và có thể nói một cái ví dụ mà nó cho chúng ta nhìn rõ hơn cái điều Huy Trường vừa nói, đó là cái chuyện mà nhà báo Lê Phan ở vai trò là người phụ nữ mà khi đọc những cái câu chuyện liên quan tới Hai Bà Trưng và nhà báo Lê Phan cảm như vậy, thì quả thật Huy Trường cũng chưa từng nghĩ luôn, thưa quý vị. Thứ nhất là bản thân mình cứ đọc những câu chuyện về Hai Bà Trưng qua cái diễn biến thời gian thôi, nhưng khi nhà báo Lê Phan ở một vai trò là người phụ nữ, nhà báo Lê Phan nhìn xuyên suốt cái vai trò phụ nữ ở Hai Bà Trưng trong các cuộc chiến trong giai đoạn đó, và nhà báo Lê Phan mang cái cảm giác đó đối chiếu với câu thơ mà được loan truyền cho đến bây giờ, thì có lẽ mình hiểu được. Trong câu thơ người ta nói là bà Trưng, hay là trong sử liệu của Việt Nam mình cũng vậy, thưa quý vị, nói về bà Trưng gọi là đứng lên đánh giặc là bởi vì có mối thù, chồng mình bị giết. Trong cái thông điệp lịch sử trong cái chuyện Hai Bà Trưng mà tại sách giáo khoa Việt Nam nha, thì họ cũng đưa ra một cái câu chuyện, ô thấy chưa, trong lịch sử Việt Nam vẫn tôn trọng, vẫn đánh giá cao giá trị phụ nữ, cho nên ở Việt Nam này người phụ nữ không bị hạ thấp như những nền văn hóa khác. Tuy nhiên đó là hình thức và cái thông điệp thì nghe có vẻ đúng, nhưng để ý trong cái câu thơ mà nhà báo Lê Phan có nhắc đến như vậy thì rõ ràng bà Trưng đi đánh giặc là vì trả thù chồng, bởi vì cái trách nhiệm đánh giặc nó vốn không phải của bà. Một cách nào đó nó vẫn nghĩ là cái chuyện đánh giặc là trách nhiệm của đàn ông. Còn bà Trưng vô cái thế này, có mối thù, có sự, có cảm xúc đánh quân xâm lược lúc bây giờ chỉ bởi vì một cái sự là đụng tới chồng của bà thôi. Cái điều này nó không fair, nó không công bằng cho người phụ nữ, quả thật như vậy.
ở một cái góc nhìn bình đẳng giới hơn, thì thật sự đứng trước vấn đề quốc gia thì cả nam cả nữ gì cũng phải có trách nhiệm như nhau. Tất nhiên nó khác ở chỗ là khi cùng tác chiến thì tùy cái phù hợp của mỗi người thì cái sự phân biệt giới nó sẽ dành cho cái chuyên môn, cái công việc đó nó phù hợp thôi, chứ không phải thế nào nói là ô cái việc trách nhiệm của ai hay là ai làm tốt hơn thì nó không không phải. Thưa vị, đây quả thật là một cái tác dụng khác của phong sử, chúng ta sẽ cảm sâu hơn về những cái vấn đề lịch sử. Thưa vị, dạ vâng, và lần này bộ sách được tái bản với cái khối lượng nội dung cũng giống như là sự biên tập nó có sự thay khác, thì như nhà báo Lê Phan vừa chia sẻ, do đặc tính của thông sử là đưa ra những cái câu chuyện, tất nhiên những chi tiết lịch sử thì nó không khác, không phải là ngày hôm nay nói như thế này, ngày xong rồi bộ tái bản thì nói như thế khác. Tuy nhiên với những cái sử liệu được tìm thấy thêm thì nó cho chúng ta những cái nhìn, những cái đánh giá nó khác hơn về cái di sản văn hóa, di sản lịch sử của một vùng đất, mà cụ thể ở đây là Việt Nam từ ngày xưa đến nay. Một trong những cái khám phá có lẽ là thích thú và quan trọng nhất là cái việc mà cái công trình khai quật khảo cổ thành Cổ Loa của mình nó kéo dài trong khoảng thời gian khá dài, trong đến khoảng gần 10 năm, từ khoảng 2000 trở đi. Và nó là một cái sự hợp tác quốc tế giữa Mỹ, Việt Nam và cả các nước khác. Thì những cái khám phá ở đây nó rất là quan trọng, bởi vì thứ nhất đó là từ trước đến giờ đó có nhiều nhà sử gia cũng như là khảo cổ coi như là cái thành Cổ Loa này là không phải là của người Việt mình xây, mà là nó là cái thành cổ mà trong sử hồi xưa ghi lại là cái thành mà của Mã Viện xây sau khi đánh Hai Bà Trưng. Thì những cái khám phá khảo cổ ra thấy rõ rằng là có nhiều tầng lớp xây dựng. Cái tầng lớp xây dựng đầu tiên đó là cách khoảng 300-400 năm trước công nguyên, tức là từ thời dưới thời của mình có thể gọi là của Hùng Vương. Nhưng mà phần lớn những cái việc xây dựng của cái thành Cổ Loa đó là nó nằm vào khoảng chừng 200-300 năm trước công nguyên, tức là cái giai đoạn mà trong sử của mình ghi là thời đại của An Dương Vương. Và những cái cuộc khai quật này đó cho thấy rằng là đây là một cái thành có rất quy mô rất là rộng lớn. Nó có 3 lớp vòng thành, 3 lớp hào. Và cái lớp hào đó đã được xây dựng bởi việc lấy nước từ một cái chi nhánh của sông Hồng vào để cho nó ngập. Thành ra cái công trình đào đới xới nó rất là đông. Một số những cái kỹ sư tham gia vào cái công việc khảo cổ này đó, họ đã tính là muốn xây dựng một cái thành như vậy là phải một đội quân khoảng 30.000 người và phải mất 3 năm mới có thể xây xong, ít nhất là 3 năm nếu làm việc liên tục. Thành ra đây là một cái công trình rất lớn, người ta nhận xét rằng nó có lẽ là cái di tích mà con người xây dựng lớn nhất ở Đông Nam Á trước Angkor. Mà cái đó tức là xảy ra gần 1.500 năm trước khi mà người Miên xây Angkor. Cho đến bây giờ đó, cái vết tích của thành Cổ Loa đó còn có thể trông thấy từ vệ tinh, tức là một cái điều mà cho thấy rằng là cái tầm mức của nó. Ngoài ra đó thì người ta còn đào thấy rất nhiều những cái di tích còn lại cho thấy rằng đây là một cái thành phố khá đông đảo, với lại một cái cuộc sinh hoạt có tính cách thị tứ hơn là tính cách nông thôn. Tức là nó có những cái cơ sở, và tuy rằng bây giờ nó không còn dấu vết gì nữa, nhưng mà những cái mảnh vụn của nó, những cái viên ngói, viên gạch nó vẫn còn. Và những cái viên ngói, viên gạch này đặc biệt đó, là người ta thấy rằng là chỉ có ở Cổ Loa mới có, chứ không có ở nơi khác. Thì tức là đây là một cái chỗ rất là đặc biệt. Thì thành ra theo một số những nhà khảo cổ đó, trong đó có một nhà khảo cổ người Mỹ mà gốc Hàn Quốc đó, mà cũng coi như là lai Việt Nam, tại vì mẹ là người Việt, thì coi như đây là cái dấu hiệu của một cái
nhà nước đầu tiên của dân Việt mình. Thì bởi vì trong chính trị học cũng như trong sử học người ta định nghĩa một cái nhà nước, tức là một cái cơ quan quyền lực mà có thể có khả năng kiểm soát và điều hành một cái thống nhất nhiều cái công trình. Theo các quan điểm đó, đó thì nếu mà vua Hùng Vương có thực đó thì cái nhà nước của vua Hùng Vương chưa phải là một cái nhà nước hiện đại theo đúng nghĩa của tiếng Anh, nó gọi là một cái state đó, mà chỉ là một cái nhà nước kiểu bộ lạc. Tức là vua Hùng Vương theo các sử gia bây giờ đó thì coi như chỉ là một người đứng đầu một cái liên minh bộ lạc, mà trong đó thì ông là người mạnh nhất. Trong khi đó đó, nếu mà theo cái trường hợp đó thì ta thấy rằng là cái An Dương Vương là vị vua của một nước, tuy rằng một cái nước của vị vua đó có thể không chiếm hoàn toàn cả cái vùng lãnh thổ Bắc Việt, mà ông ta chỉ có một cái vùng đó. Cái điều thiếu thú vị nhất là người ta trong cái công trình khai quật này người ta đào được một cái trống đồng mà nổi tiếng là gọi trống đồng Cổ Loa. Ở trong trống đồng này nó có chứa một cái trống đồng con và mấy một trăm mấy chục cái lưỡi cày bằng đồng. Cái niên đại được nhận thấy, được xác định nhờ vào một cái đồng tiền của Hán vào đó, tức là năm khoảng 180 trước công nguyên, tức là khoảng 50 năm trước khi mà nhà Hán đánh chiếm nước Nam Việt của Triệu Đà và chiếm luôn cả nước mình. Thì theo các nhà khảo cổ họ nghĩ rằng là có thể rằng là đây là một cái bằng chứng của cái việc Triệu Đà xâm lược nước Âu Lạc, mà khi mà ra lệnh di tản thì người ta không kịp chở cái trống đồng đi thì người ta chôn vội xuống đất và đến bây giờ đào lên. Đặc biệt rằng là trong cái trống đồng đó nó có khắc mấy cái hàng chữ bằng chữ Hán cổ, và bây giờ thì các nhà khảo cổ đã đọc được. Thì theo một cái giải thích theo của một nhà nghiên cứu người Hoa với lại một ông người Việt đó, thì bảo rằng cái hàng chữ này nó viết rằng là đây là trống thứ 48 của tộc Tây Vu, nặng 281 cân. Thì Tây Vu về sau này, tức là chính tên cái huyện mà dưới thời Hán gọi cái vùng đó, mà rồi về sau này Bá Viện thấy cái vùng Tây Vu này lớn quá mới chia làm hai. Nhưng mà theo một ông người Nhật, khảo cổ người Nhật đó, thì đọc thì bảo rằng là cái chữ Tây Vu theo cái tiếng cổ đáng lẽ nó là một chữ chứ không phải là hai chữ là Tây Vu, mà nếu mà góp lại một chữ đó thì nó thành Việt. Thành ra ông bảo là phải đọc rằng là cái trống thứ 48 của Việt tộc nặng 281 cân. Tôi chỉ khác biệt hai cái chữ đầu là Tây Vu hoặc là Việt thôi, nhưng mà cả hai đều có xác nhận là những cái điểm ở trong lịch sử của mình cũng như là huyền sử của mình là đúng. Tức là nếu mà theo lịch sử của mình á, kể cả huyền sử đó, thì An Dương Vương là gốc từ phương Bắc, từ cái vùng Bách Việt đi xuống. Thành ra nếu mà ông có xuống đó đó thì những người ông đi theo ông có thể thì vẫn xưng là Việt. Trong khi đó đó thì ông ấy thuộc về cái quốc gia ở miền Quảng Tây có tên là Tây Âu, mà về sau này khi mà Tần Thủy Hoàng mang quân đánh thì đánh chiếm, và cái đám dân ở đó chạy xuống miền Nam đó. Thì chữ Tây Vu đó theo các nhà Hán học thì nó là một trong những hình thức viết khác của chữ Tây Âu. Thành ra cả hai nó đều có thể xác nhận rằng là cái chuyện là ghi lại trong cái huyền sử của mình cũng như là cái sử ngoại sử của mình đúng. Cảm ơn giáo sư Lê Mạnh Hùng.
Thưa quý vị, như vậy là cái bộ nhìn lại sự việc Tân Biên này và tái bản và có thêm những phần bổ sung. Tuy nhiên có những cái chi tiết quan trọng, những chi tiết gốc thì chắc chắn vẫn được giữ lại. Mà Huy Trường còn nhớ một trong những cái chi tiết mà đến bây giờ hầu hết những người Việt Nam mình cũng sẽ bất ngờ khi mà biết cái, những cái thông tin như là nhân vật An Dương Vương, tức là vua An Dương Vương của lịch sử Việt Nam mình đó thưa quý vị, thì đã có những sử liệu ghi rõ là ông từ cái vùng đất Thục. Cái vùng đất này quý vị sẽ nghe quen hơn là liên quan tới nhân vật Lưu Bị trong Tam Quốc Chí. Và cái điều này nó đặt đứng trước một cái chiều hướng của ngày hôm nay, đó là chuyện bài Tàu, tức là phủ định những cái gốc của văn hóa Tàu áp đặt xuống Việt Nam. Tuy nhiên cũng trong các bộ sách nhìn lại sự việc này, nó có một cái chi tiết mà cá nhân Huy Trường thấy thú vị, và khi chúng ta đọc chi tiết này chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về thế nào là bản sắc văn hóa. Từ đầu chương trình tới giờ thì nhà báo Lê Phan đã giúp chúng ta có những hình dung là cái nguồn gốc và những cái hướng và những sự giao thoa văn hóa, nó diễn biến văn hóa theo thời gian nó như thế nào, và bây giờ cái điều gì tạo ra bản sắc văn hóa. Trong bộ nhìn lại sự việc có giáo sư Lê Mạnh Hùng có đưa ra những cái câu chuyện rằng đến xứ Tàu sau khi mà An Dương Vương đã qua vùng đất Việt Nam lúc bây giờ, xin lỗi là Huy Trường không nhớ tên lúc bây giờ là gọi tên gì, thì về báo lại với vua Tàu rằng là An Dương Vương đã bị Việt hóa rồi. Lấy một cái lý do rằng là đã ngồi xổm nói chuyện và ăn uống, ví dụ như vậy. Tất nhiên có những cái chi tiết được nhìn ở góc nhìn của bên Tàu, tuy nhiên nó làm cho Huy Trường đi đến với hỏi điều gì làm nên bản sắc Việt hay là bản sắc của một vùng đất. Điều này nó có một cái câu trả lời mà cá nhân Huy Trường cảm thấy nó gần gũi nhất. Thực ra là khi chúng ta nói về bản sắc thì nó từ thổ nhưỡng, từ phong tục tập quán của vùng và từ thói quen sinh hoạt để sinh sản. Ví dụ như ở Việt Nam, khi đến vùng Việt Nam, cái vùng đất khí hậu này nó phù hợp với chuyện trồng trọt, cho nên nó phát triển về nông nghiệp. Nó khác với phương Bắc ngày xưa là về chăn thả, du canh du cư. Còn ở ví dụ khu vực của miền Nam mình là trồng trọt, là định cư định cư. Khi mà định cư định cư với hình thức là trồng trọt thì nó dẫn tới là chúng ta có xu hướống sinh hoạt cộng đồng nhiều hơn. Tại vì nhà nông sẽ phụ nhau với việc gặt lúa, những công việc đó nó không chỉ là một người làm được. Rồi khi mà ngồi với nhau thì đi nó dẫn tới nhiều là ngồi thoải mái với nhau. Cái hình thức ngồi thoải mái thì nó dẫn đến là những cái thói quen ngồi của những cộng đồng. Cho đến tận bây giờ, hôm nào quý vị thử đi, người Việt mình thì ngồi chồm hổm dễ, nhưng mà người Mỹ ngồi chồm hổm sẽ rất là khó. Vô những phòng chiêm tập mà mình ngồi xuống, cái việc này rất dễ. Thì nó dần dần hình thành ra cái cấu trúc của cái người thời đại luôn, thưa quý vị. Thì những tập quán này nó đến từ thổ nhưỡng tạo ra hình thức gọi là làm việc để nuôi sống, và cái dần dần nó đi vào tập quán, vào sinh hoạt. Cho nên cho dù là có xuất thân từ Tàu đi nữa, một cái hướng nào đấy nữa, nhưng chính cái bản sắc nó mới tạo ra cái giá trị, cái hình dung của con người đó. Cho nên đến bây giờ chúng ta sẽ không hề có vấn đề gì hay là không thẹn gì khi nói là An Dương Vương là một cái nhân vật của người Việt Nam. Bởi vì rõ ràng chính sử Tàu hay là những sự ghi nhận thì cũng đã, ông đã mang bản sắc Việt rồi, thưa quý vị. Trở lại với chuyện con rồng, thưa nhà báo Lê Phan, thế con rồng khi xuất hiện tại Việt Nam, nó mang hình thức và thông điệp như thế nào ạ? Trước khi nói chuyện con rồng, xin phép thêm được chi tiết nữa. Tức là đứng về phương diện nhân chủng học đó, thì miền Hoa Nam, trong đó có cái gọi là cái đất Việt của An Dương Vương đó, nó là thuộc văn minh Đông Nam Á. Thành ra ở một khía cạnh nào đó, An Dương Vương cũng là thuộc cái văn minh của chúng ta, chứ không phải là thuộc văn minh của người Hán. Trước kia họ ở bên kia bờ sông Dương Tử, chứ không phải ở bên này. Thành ra Vân Nam trước kia cũng đã từng thuộc Việt Nam. Chúng ta đã cái đó nó là nhân chủng học đã xác định rõ ràng cái gọi là văn minh Đông Nam Á, nó đi từ Đài Loan đâm vào lục địa và đi xuống phía Nam. Trở lại với cái vấn đề con rồng đó, thì con rồng khi mà nó vào nước chúng ta, nó trông nhất là vào thời Lý là cái lúc đầu tiên nó xuất hiện, trông giống con rắn lắm. Cái nếu mà quý vị nhìn lên cái hình phù điêu thì sẽ thấy nó uốn éo theo một cái hình cuộn rất là nhiều lần, chứ không phải bây giờ chúng ta thấy con rồng nó chỉ cuộn một hai lần thôi, là vì nó là hình, nó là một cái biến thể của một con rắn, và nó mất cái đầu rồng thì còn, thế nhưng mà cái đuôi lại thì nó không còn nữa. Thế nhưng sang đời Trần đó, thì nó bắt đầu nó hơi thay đổi một chút. Nó là con rắn nhưng mà nó ngắn hơn. Và
sang đến đời Lê đó thì càng ngày nó càng giống cái con rồng của người Trung Hoa, nó không còn là con rắn nữa. Cái sự biến dạng đó, đó nó không phải chỉ ở Việt Nam chúng ta, mà cái con rồng, cái con vật biểu tượng của dân tộc Hung Nô đó, khi nó sang Âu Châu chẳng hạn, nó là một con rồng khác. Bởi vì ở Âu Châu nó là một cái vật dữ, nó ở Á Châu nó là linh vật, nhưng mà ở Âu Châu nó là một hung vật. Bởi vì người Hung Nô sang xâm lăng, và cái hình ảnh Hung Nô, cái con rồng trên cái lá cờ của các chiến sĩ Hung Nô đã làm trở thành ra một cái ám ảnh. Bởi vậy chúng ta thấy rồng ở Tây Phương kinh khủng lắm, phun lửa diệt các thành phố. Bây giờ thì có cái khuynh hướng là để cho nó không còn là một con rồng dữ nữa, người ta nói đến chuyện huấn luyện rồng chẳng hạn. Thành tất cả mọi sự nó đều thay đổi theo cái từng bản chất của một cái địa phương, vì cái diễn dịch khi mà cái biểu tượng đó nó đi vào. Dương Đình Nghệ đó, mình vẫn tự nhận như coi như là mình là một phần của đế quốc Trung Hoa, mình tách ra độc lập tạm thời thôi. Thành ra như là họ Khúc hay là ông Dương Đình Nghệ đó chỉ có tuyên bố rằng là mình là tiết độ sứ thôi, tức là một chức quan coi một cái vùng của đế quốc Tàu. Đến Ngô Quyền đó thì tiến thêm một bước, tức là ông Ngô Quyền xưng vương, xưng là vua, nhưng mà chưa có xưng là đế, tức là vẫn còn nhận rằng là mình chỉ là một phần của cái đế quốc rộng lớn hơn, nhưng mà mình là vua ở cái vùng này chứ không phải chỉ là một cái ông quan nhỏ. Bắt đầu từ Đinh Tiên Hoàng là xưng là hoàng đế, nhưng mà cho đến Đinh Tiên Hoàng hay là Lê Hoàn cũng là hoàng đế, mình có chưa có những cái khẳng định rõ ràng, bởi vì thật sự thì các cái triều đại đó vẫn còn ngắn ngủi và vua còn phải có nhiều cái vấn đề khác trong nội bộ, đặc biệt rằng là các những cái cuộc nổi loạn, bởi vì các cái nhà đại tộc ở các địa phương họ vẫn không chấp nhận cái quyền lực của trung ương. Phải đến nhà Lý mà vua Lý Thái Tổ lên có được một cái sự ủng hộ của cái vùng rộng lớn, tức là cái vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Trung Châu, mà từ trước đến giờ vẫn không có chịu chấp nhận cái sự làm vua của hai vua họ Lê họ Đinh đó, thì mới có thể có cái quan niệm rằng chống lại và nhằm khẳng định hơn đối với lại Trung Quốc. Thì ta có thể thấy rõ rằng cái hiện tượng là vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ở trong vùng Thanh Hóa, Ninh Bình, Thanh Hóa ra Thăng Long, tức là chính giữa nơi đồng bằng trung tâm của đất nước. Và trong chỉ sử chép lại, tức là khi vua ra thấy đậu ở trong cái bến trước khi mà vào thì thấy một con rồng nó bay lên, thành ra mới đổi tên là Thăng Long. Thì cái sự kiện đó là cũng là một cái hình thức khẳng định rằng là cái sự ta cũng là một cái vị vua và tương đương với lại Trung Quốc. Và cái khẳng định đó thấy rõ nhất ở trong cái bài thơ của Lý Thường Kiệt khi mà đánh nhau với lại quân Tống, tức là cái bài thơ mà hầu như là học sinh nào cũng biết ở trong Việt Nam, tức là Nam Đế Sơn Hà, Nam Đế Cư đó, đất nước của đất Nam là vua, nước Nam cai trị đó. Thực sự đó, một trong những cái điều mà đặc biệt Việt Nam mình trong cái ngày Tết đó, là cái tranh Năm Ông Cọp. Cái tranh này đó, nó là ngũ hành. Thế nhưng mà nó, quý vị có đi sang tàu sang các nước khác thấy rằng không có một cái chùa chiền đền đài nào có Năm Ông Cọp như của chúng ta cả. Chúng ta chỉ là biểu tượng cái quan niệm mà rằng là trời đất này có năm cái yếu tố lập thành, nhưng mà chúng ta biểu tượng nó bằng Năm Ông Cọp. Chúng ta cũng biết nó là ông cọp ở giữa, tức là trung ương. Cái quan niệm đó là quan niệm của Tàu, nghĩa là Bắc Nam, Đông Bắc Tây Nam và trung ương. Thế nhưng chúng ta biểu hiện nó bằng Năm Ông Cọp chứ không phải là năm con rồng. Tàu thì nó là thành năm con rồng,
nhưng mà ta thì là năm ông cọp, thưa anh huy trưởng. Nhà báo Lê Phan vừa nhắc đến cái câu chuyện là ngũ hổ, tranh ngũ hổ của tranh nhân gian Việt Nam. Quả thật là một trong những cái nét sinh hoạt ngày Tết của Việt Nam mình ngày xưa, đó là sơn sửa lại nhà và theo đó cũng trang trí lại nhà. Nó mới dẫn đến là tại trong những cái làng tranh nhân gian từ Đông Hồ hay là một vài những cái tranh khác, tranh hàng trống chẳng hạn thứ vị, thì nó luôn có một cái dòng tranh, ngoài cái dòng tranh trang trí hay là dòng tranh chúc phúc em bé, ôm gà hay là phú quý, vinh hoa phú quý thì chẳng hạn, thì nó còn có một cái dòng tranh thờ mà như nhà báo Lê Phan vừa nhắc đến là tranh ngũ hổ, là nó cũng đi vào những tập tục đó. Tất cả những cái điều trong chương trình gợi nhắc hôm nay, thưa quý vị, chúng ta một phần là chúng ta nhìn lại những cái phong tục tập quán của Việt Nam mình ngày Tết, cũng giống như trong những cái phong tục tập quán nhân gian từ cưới hỏi và những cái tập tục dân gian khác. Nhưng không dừng lại ở chuyện nhắc đến những cái phong tục truyền thống, mà cái điều chương trình muốn gửi đến quý vị đó là chúng ta hiểu hơn sự ra đời cũng như cái giá trị của những cái giai thoại, những phong tục này nó còn tồn tại tới ngày nay. Thật là cá nhân Huy Trường nghĩ thật là thiển cận nếu mà chúng ta chọn một thái độ là đánh giá lại những cái tập tục dân gian hay là những cái truyền thuyết huyền sử chẳng hạn, đúng sai. Thật ra cái chuyện mọi thứ nó đúng hay sai, thật ra chúng ta không phải là người duy nhất có khả năng đánh giá, nhưng sẽ không có nhiều người hiểu được cái sự vô lý đó nó được tồn tại vì cái lý do gì. Và như sư gia Lê Mạnh Hùng có nhắc đến, thật sự thì nó xây dựng một cái giá trị để đời sống tinh thần, cái giá trị văn hóa trong mỗi con người, thưa quý vị. Và cái điều này quả thật là nó cần thiết. Vậy thì cái việc mà tôn trọng truyền thống, gìn giữ những cái giá trị truyền thống, nó không phải là một cái biểu hiện của hủ tục hay là u mê cầu sinh gì cả, mà đây là cách mà chúng ta lắng nghe cái điều gì tiền nhân gửi gắm lại cho con người chúng ta ngày sau này. Khi cuộc sống càng ngày càng phát triển, chúng ta rất là dễ chạy theo những cái mưu cầu trước mắt, tiền bạc, thành công, công danh, hay ngay cả một cái chuyện tưởng chừng như lương thiện rất cá nhân, là chuyện tình cảm đi. Tuy nhiên có những cái giá trị khác mà nó quan trọng hơn, nó ẩn dụ trong những cái giá trị mà linh vật trong ngày cưới hay là sự đề huề, tương hòa trong những cái văn hóa và việc. Cá nhân Huy Trường cảm thấy cái điều này càng lớn mình càng hiểu là nó cần thiết cho một cho đời người, thưa quý vị. Về mặt lịch sử, quả thật là nhân cái sự kiện mà sư gia Lê Minh Hùng cho tới bản bộ nhìn lại sử Việt, lần này là nhìn lại sử Việt Tân Biên, thưa quý vị, thì chúng ta cũng nhìn lại cái cách mà hình thành văn hóa, nhìn theo hướng gọi là khoa học lịch sử, nghiên cứu lịch sử văn hóa. Từ những hình tượng tô tem, nó có thể xuất phát từ một cái vùng khác, tuy nhiên theo cái dòng du nhập, từ có thể là do chiến tranh hay là do di dân, nó mang đi cái tô tem đó, cái giai thoại nó đi đến từ khắp nơi, và tại mỗi nơi thì nó sẽ được du nhập những cái tính chất của bản địa, đó là liên quan tới thổ nhưỡng, liên quan tới hình thức làm ăn sinh sống để mà nuôi sống bản thân, dần dần nó xây dựng ra những cái biến thể khác nhau, và chính mỗi biến thể đó nó cũng có những cái hệ giá trị khác nhau, mặc dù mình nhìn nó là tương đồng. Ví dụ như là tứ linh tại Trung Hoa, trong nền văn hóa Trung Hoa thì đóng một cái vai trò rất là cao, nhưng mà khi Việt Nam mình vẫn chấp nhận, nhưng nó có những cái vị trí khác trong cái nền văn hóa Việt Nam. Và cuối cùng cái bản sắc mà chúng ta gọi là bản sắc Việt Nam đó, đó là hệ giá trị bao gồm nhiều những cái tứ bất tử, tứ linh, ngũ hành, 12 con giáp theo cách những con vật của Việt Nam, tất cả tổng thể đó mới tạo ra một cái bản sắc, chứ không cần phải cố gắng tranh cãi hay là cố làm khác đi một cái gì đó mà chúng ta, bởi vì chúng ta thấy giống tàu và chúng ta đang có xuống chối tàu thì chúng ta cố làm cái khác đi. Không, đôi khi cái sự cố làm đó nó sẽ làm một cái biểu hiện mà cá nhân Huy Trường nói cái từ này hơi đụng chạm, đó là làm què quặt văn hóa. Thì không, chúng ta hãy nhìn nếu cái giá trị đó nó phù hợp, nếu cái hình ảnh con rồng hay con phụng trong Việt Nam mình nó mang một cái giá trị khác thì chúng ta vẫn cứ rồng phụng, nhưng mà giá trị của Việt Nam là, chứ không phải là bỏ rồng bỏ phụng đi. Nói rõ những cái điều này để hy vọng những người trẻ như Huy Trường, nếu như mà năm nay Huy Trường vẫn được nhà báo Lê Phan gọi là trai trẻ thì sẽ có một cái thái độ hợp lý hơn đối với những cái văn hóa dân gian và truyền thống Việt Nam. Cảm ơn nhà báo Lê Phan ạ. Xin cảm ơn anh Huy Trường và xin chúc mừng năm mới.